Xin chào các bạn đến với bài số 33 lệnh offset ở trong Excel. Việc sử dụng lệnh offset ở trong Excel cũng giống như việc bạn điều khiển một nhân vật ở trong games chạy quanh bảng tính của chúng ta và lấy cho chúng ta những giá trị chúng ta cần thiết. Để ví dụ minh họa về điều này thì chúng ta có thể nói về offset rằng offset của chúng ta đang đứng ở ô số D6. Tiếp theo đó là offset hãy đi lấy cho chúng ta giá trị ở trong ô E7. Tức là offset phải đi xuống dưới một dòng, phải đi sang bên phải một cột và chỉ lấy giá trị của một hình vuông 1x1 mà thôi. Và như các bạn đã thấy, offset của chúng ta đã đi từ ô D6 xuống một dòng sang phải một cột và lấy cho ta giá trị số 55, chính là giá trị chúng ta có ở đây. Và offset không những thế, còn lấy cho chúng ta được nhiều giá trị cùng một lúc. Vậy, offset của chúng ta đang đứng ở ô G12. Chúng ta phải đi ngược lên phía trên 6 dòng. Vậy ở đây sẽ là âm 6. Tiếp theo, từ phải sang trái 2 dòng sẽ là âm 2. Và lấy một bảng giá trị có chiều dài là 2, có chiều rộng là 2. Như các bạn thấy thì ở đây chúng ta có một lỗi, bởi vì một bảng giá trị này không thể được copy vào một ô dữ liệu là ô Y7 ở đây. Vậy nên chúng ta sẽ trong ví dụ này lấy tổng của bốn ô đó bằng cách in sum vào đây, bấm enter và offset đã đem lại cho chúng ta số 93. 3 cộng 5 là 8, 8 cộng với cả 85 là 93. Rất đúng. Và tiếp tục bây giờ, để các bạn hiểu một cách rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhau đi làm một ví dụ khác như sau. Ở trong trường hợp này, offset của chúng ta đang ở ô B1 và ở đây chúng ta có một bảng hướng dẫn đường mà offset phải đi. Bây giờ mình sẽ tạm thời xóa những số này đi như thế này. Và mình muốn offset đi đến ô du lịch. Vậy nên ở trong ô du lịch từ ô B1 đến ô B7 có nghĩa là 6 dòng, mình sẽ điền số 6 vào đây. Mình không di chuyển từ trái sang phải hay từ phải qua trái, hay nói cách khác là mình ở nguyên trong một cột. Vậy ở trong ô cột mình sẽ điền là 0. Mình chỉ muốn lấy một ô dữ liệu thôi nên hai giá trị này đều là 1. Và như các bạn thấy, offset của chúng ta đã đi đến ô du lịch. Và tiếp theo một ví dụ khác, chúng ta sẽ điều khiển offset đi đến ô tháng 4 bằng cách điền số 2 vào đây, điền vào đây 1, 2, 3, 4. Tiếp tục chỉ lấy một ô dữ liệu theo chiều cao, 1 theo chiều rộng. Enter. Và như các bạn đã thấy ở đây, offset của chúng ta, vị trí của offset là đang ở ô tháng 4 ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi.